Kính thưa quý vị, vòng tròn cây bí ẩn tại Bavaria thu hút du khách tin từ Đức. Một vòng cây xanh có 3 vòng, mỗi vòng có đường kính là 75 mét, vừa mới được phát hiện tại một cánh đồng ở Raisin, thu hút hàng ngàn du khách hiếu kỳ đến xem. Nhiều người không tin rằng vòng tròn cây xanh này được trồng bởi con người. Những kinh khí cầu mang 3 vòng tròn cộng với những dòng chữ đầy sáng tạo đã được nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng. Một người ủng hộ giả thuyết cho rằng những vòng tròn cây này có thể do người ngoài hành tinh tạo ra, và nói rằng sự kỳ lạ ngẫu nhiên như vậy khiến người ta liên tưởng đến một giống người nào đó hay một điều gì đó ở ngoài hành tinh trái đất mà người ta chưa từng khám phá ra. Trao đổi với hãng thông tấn Reuters, ông Christoph Hörtner, chủ nhân của cánh đồng có vòng tròn cây xanh cho biết, ông không cảm thấy điều gì đặc biệt từ những vòng tròn nói trên, có lẽ vì ông không có khuynh hướng thiên về những điều thuộc về tinh thần hay bí ẩn. Ông không trồng những vòng tròn cây nói trên, mặc dù có thể thực hiện và phải bỏ ra nhiều công sức. Ông cho rằng các sinh viên nào đó đã sáng tạo ra vòng tròn cây xanh này.